Mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa. Ngày mới mình thân chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và luôn gặp nhiều tốt đẹp trong cuộc sống. Hôm nay mình xin giới thiệu đến cả nhà video là mình đi dạo phố, rồi đi chợ Việt Nam và sau đó là nấu ăn. Bây giờ mình mời cả nhà xem video vui vẻ nha.
cả nhà ơi, hôm nay là mình hầm khổ qua với chả cá và tép. Gia đình mình không có ăn thịt cho nên chỉ có hai món này thôi. Đây mình đã chuẩn bị xong hết rồi cả nhà. Và bây giờ bắt đầu là mình làm. Mời cả nhà xem video vui vẻ nha. Thành phẩm của nồi khổ qua hầm của mình đây. Một nồi rất là to, trông rất là ngon. Vì khi mình nấu như vậy đó, chia cho gia đình 4 anh chị em, cho nên hầm một cái nồi to như vậy á, cả nhà nhìn xem nó rất là ngon và hấp dẫn. Cả nhà ơi, video mình khá dài rồi, xin tạm dừng nơi đây. Cảm ơn cả nhà bấy lâu nay luôn yêu thương xem video và ủng hộ. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà video sau.